Vitamin B Omega Junior hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Con khỏe mạnh, thông minh và sáng mắt là mong muốn của tất cả các bậc làm cha làm mẹ. Kêu rằng không có cáp không cáp. Biết sao thông minh không? Không, con của họ cho uống Omega. Omega có lợi ích tuyệt vời như thế nào đối với sức khỏe của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, các mẹ đã biết chưa? Hãy cùng các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nhi khoa tìm hiểu về vấn đề này, từ đó bổ sung Omega đúng cách cho trẻ khỏe mạnh, thông minh, mắt sáng. Axit béo omega 3, omega 6 thì đây là những axit béo thiết yếu, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ, giúp phát triển trí não của đứa trẻ, giúp cái hoạt động của thị lực được tốt hơn. Cơ thể của chúng ta không tự sản xuất ra được mà chúng ta phải nhận từ bên ngoài vào. Thiếu omega 3 làm giảm thị lực trí não đối với trẻ. Đón xem chương trình Bác sĩ gia đình với chủ đề vai trò của omega cho sức khỏe của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, phát sóng lúc 12:50 Chủ nhật ngày 11 tháng 4 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.